Hôm qua, đồng loạt các quận huyện của thành phố đã công bố quyết định và ra mắt trung đội dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của 11 tỉnh thành quân khu 5 thành lập lực lượng này. Căn cứ Nghị định 72, Nghị định 02 của Chính phủ và Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 1643 ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc tổ chức hoạt động của dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự cấp quận huyện. Theo đó, mỗi quận huyện được biên chế một trung đội dân quân thiếu với 10 cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực được tuyển chọn theo quy trình chặt chẽ về sức khỏe, lý lịch, tuổi đời, trình độ học vấn. Sau khi thành lập, trung đội chịu sự quản lý, tổ chức huấn luyện và điều động trực tiếp từ Ban Chỉ huy quân sự quận huyện. Lực lượng này được thành lập tăng cường cái lực lượng cho các quận huyện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời giải quyết các cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở địa phương trong tình hiện nay. Ban Chỉ huy quân sự quận đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận đầu tư gần 500 triệu đồng để sửa lại nhà 2 tầng và dành riêng cho 1 tầng để cho trung đội dân quân thường trực ở. Đồng thời mua sắm tất cả các cái trang thiết bị gồm là giường, tủ, bàn ghế và các cái vật chất để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh. Khác với các tiểu đội dân quân thường trực cấp phường xã thường xuyên tuần tra phối hợp, nhiệm vụ chính của trung đội dân quân thường trực là giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cháy nổ, đóng quân canh phòng và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương theo luật dân quân tự vệ. Cán bộ chiến sĩ thuộc trung đội được bảo đảm nơi ăn ở sinh hoạt đầy đủ tại cơ quan quân sự quận huyện và được hưởng các chế độ chính sách do ngân sách thành phố chi trả. Khi kết nạp vào lực lượng dân quân thường trực quận Sơn Trà thì tôi cảm thấy rất vinh dự và rất tự hào. Thì trước mắt là đơn vị mới nên là có rất nhiều khó khăn và thử thách cần phải vượt qua. Tôi sẽ cùng với tất cả các anh em trong trung đội sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên và chỉ huy giao phó. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 7 trung đội và 56 tiểu đội dân quân thường trực. Việc thành lập trung đội dân quân thường trực góp phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang quận huyện. Lực lượng này được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định để hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương khi có tình huống và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật nhằm giữ vững an toàn địa bàn.